Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay Hoàng sẽ lên cho mọi người một bộ phụ kiện chơi game PUBG Mobile giá rẻ. Anh em có thể chơi thoải mái từ 2 đến 3 năm nữa anh em nhé. Đó, anh em nhìn thấy đây, đây là bộ phụ kiện Hoàng đang setup này. Kết hợp với bộ này, em Hoàng đang sử dụng là iPad Pro 2018 12.9 inch anh em nhé. iOS hiện tại đang là 13.6.1 nha. Con này Jai Black thoải mái nhé. Dung lượng là 256GB anh em nhé. Em Hoàng đã Jai Black máy này và bộ giá rẻ. Đây là Hoàng sẽ kết hợp với nó là còn Linh Gia 3 anh em nhé. Con này thì em Hoàng đã mắc phím sẵn rồi, chơi rất là ngon nha. Auto tap thì cũng phải gọi là tuyệt vời anh em nhé. Đó, đây là cái con iPad nhá. Con này máy rất là mới anh em nhá, máy rất là mới luôn. Anh em có nhìn thấy đây, em Hoàng sau một số đây. Đó anh em thấy không? Rất là mới nhá, viền viết các thứ đây rất là ok nhá. Đó. Anh em thấy không? Viền viết các thứ rất ok nhá. Rồi. Đây, anh em thấy đây. Đó, mặt sau thì gần như là không có một vết xước gì, hàng gọi là hàng 99% anh em nhá. Đây là vết bẩn rồi anh em nhá. Đó, anh em thấy không? Màn rất là đẹp luôn nhá. Màn con này là màn zin luôn anh em nhá. Em Hoàng cắm vào bao tun check chiếc các thứ ra màn zin nhá. Đó, rất đẹp luôn. Không ngờ bây giờ vẫn còn cái con máy nó đẹp như anh em ạ. Nó đẹp như thế này anh em ạ. Đó anh em thấy không? Màn những các thứ rất là đẹp nha. Ok nhá. Rồi, kết hợp với nó thì em Hoàng có setup là cái con máy tính bảng nó rất là to nên là setup giá đỡ tự chế anh em nhá. Đây, giá đỡ tự chế này. Đó, con tản nhiệt tự chế anh em nhá. Và kết hợp với nó là Linh Gia 3 này, chuột Logitech G102 này, bàn phím cơ K106 này và tai nghe Hyper Cloud Airbus này em thấy không? Đó, kết hợp bộ này nó rất đơn giản, nó không phải cục chuyển đổi nhá. Em có thể cắm tai nghe trực tiếp vào cục Linh Gia 3 này nha. Giá rẻ nên là Hoàng sẽ tối ưu nhất cho mọi người nhá. Khi anh em sử dụng cái con này ấy, anh em có thể bật mic các thứ thoải mái nhá, cắm tai nghe trực tiếp vào cục Linh Gia 3 nhá, nó có sẵn luôn. Đó nên là nó sẽ tối ưu giá thành em nhá. Đó, âm thanh các thứ vươn ra tai nghe các thứ rất là ngon nhá. Thì hiện tại trên những cái dòng máy tính bảng iPad 12.9 inch ấy thì nó chưa có hỗ trợ chúng ta nhận dạng scope anh em nhé. Chưa có hỗ trợ nhận dạng scope, nó chỉ hỗ trợ nhận dạng súng này. Đó anh em thấy không? Súng này này. Đó, không có tab nhá. Em Hoàng đổi sang súng này này. Đó, tự nhận dạng mini này và auto tab. Con này cực kỳ bá luôn. Anh em thấy không? Tab rất là nhanh luôn. Mỗi tội là tiếc là cái máy tính bảng 12.9 inch nó sẽ không hỗ trợ nhận dạng scope anh em nhé. Cả trên cái con Ninja 3 lẫn Zoseo hoặc là Zoseo Pro Plus hoặc là GT2 anh em nhé, nó cũng không có hỗ trợ nhận dạng scope anh em ạ. Em Hoàng đang thông báo lên bên GameWing và bên Zoseo để cho bên họ update anh em nhé. Không biết bao giờ có, nhưng mà anh em nhận dạng súng rồi anh em kéo tay thêm một chút nữa nó cũng rất là ngon anh em nhé. Đó anh em thấy không? Đó, ok, thì bây giờ em Hoàng sẽ đi vào test thử một trận chơi game xem nó sẽ như thế nào trên cái con bộ chuyển đổi này anh em nhé. Đó, rất là ngon luôn. Tổng bộ này nó đang quanh khoảng 17 đến 18 củ nha, tùy anh em setup nhé. Em thấy không? Đó, đang quanh khoảng 17 18 củ anh em nhé. Anh em gì đặt hàng nguyên bộ này thì nhắn vào Zalo cho bên em nhá. Đó, bên em có sẵn luôn nhá. Đặt phát là có ngay iPad, bên em Hoàng cài sẵn các thứ cho, sẵn cầm về chơi luôn anh em nhá. Ok anh em nhá, bây giờ em Hoàng sẽ vào game trực tiếp ở đây để cho anh em biết là cái khi chúng ta vào game này như này ấy, thì nó sẽ hiện lên giả lập hay là ghép với mobile anh em nhá. Đó, nếu mà anh em mà chơi giả lập đúng không thì nó sẽ hiện là ghép với giả lập đúng không, còn anh em chơi trên iPad hay chơi trên điện thoại nó sẽ không hiện nha. Đó, và gắn bộ phụ kiện này vào nó vẫn không hiện anh em nhá. Đó, anh em đợi một chút cho loát nha. Đó, anh em thấy không, nó sẽ không hiện bất cứ một thông báo gì anh em nhá. Ok chưa, là anh em chơi như vậy là ghép với mobile anh em nhá, ghép với mobile không phải ghép với giả lập đâu. Khi vào game nó sẽ không có hiện thông báo ghép với giả lập các thứ anh em nhá. Đấy là ghép với mobile anh em nhá. Và em Hoàng sẽ vào cả chế độ metro cho mọi người xem là có bao được không nhá. Đó. Vẫn là chế độ metro các thứ bình thường anh em nhá. Đó anh em thấy không? Đó, ok. Thì cái con iPad này nó sẽ lên được cái đồ họa này, anh em nhìn thấy nhá. Đồ họa mượt với cả 90 khung hình trên dây nha. Anh em hiểu không? Bộ khử đặc cưa 4X nhá. Nên là chơi rất là ok nha. 12.9 anh chơi rất là ngon anh em nhá. Hoàng sẽ vào một trận map Lusa bản xem nó như nào anh em nhá. Anh em đợi một chút cho ghép trận nhé. Đây Hoàng vẫn còn chưa tải hết tài nguyên cơ anh em ạ. Đó, đây là cái con Linh Gia 3 anh em nhé. Tai nghe em Hoàng cắm vào rồi, bắn cho ok anh em nhé. Đó, đây là tai nghe này, em hiểu không? Em thích dùng tai nghe cắm vào, không thích dùng tai nghe anh em bây giờ rút ra nhé. Bàn phím và chuột anh em nhé, đợi một chút nhé. Thì cái con máy tính bảng này 12.9 anh em Hoàng chơi nó vẫn chưa quên này anh em ạ. Chưa quên lắm, anh em Hoàng sẽ bật cả mic đội này này. Đó anh em ạ, bật cả mic đội đây. Anh em thấy vẫn nghe tiếng chân các thứ bình thường nha. Đợi một chút cho nó vào game anh em nhé. Bắn nhau này, em Hoàng sẽ nhảy xuống tùy theo sao đi. Đó, nhảy xuống khu này nhá, bắn cho rực rỡ anh em ạ. Đấy, bắn nó mới gọi là ok được. Mới gọi là đông người anh em ạ, nghe tiếng chân nhá, thử nó mới rực rỡ anh em nhá. Một chút cho vào này. Ok, thì cái link này của em lâu lắm rồi không chơi anh em ạ, nên là danh nó hơi thấp. Anh em chủ yếu xem để xem nó bắn có mượt mà có ok không em nhá. Đó, em Hoàng sẽ quay full luôn cả một trận, anh em cùng xem là bắn nó có ok không em nhá. Đây, nhảy xuống đây đi. Xuống đây bắn nhau là mới phê anh em ơi. Đó, thì anh em cứ xem một trận nhá. Cả một trận nó nguyên luôn nha, không cắt ghép chỉnh sửa gì nhá. Đó, thì để anh em biết là bộ này chơi nó có ok con dây không nha.
Mã Pài thì nó cũng nhỏ thôi, nó cũng ít người thôi, giao tranh liên tục thì mới biết là Phụ Kiện còn ngon anh em nhé. Chưa nghe tiếng chat anh em ơi, có ba mà. Nhà ở đây clear rồi anh em ơi. Khả năng clear rồi anh em ạ. Và sẽ bán mini cho mọi người xem nha. Mini để mọi người xem là tác là như nào anh em nhé. Mini kết hợp với UMB anh em nha. Đó, hai combo này đúng hủy diệt rồi anh em ơi. Rất nhiều đạn nam anh em ơi. Săn người anh em nhé. Có tiếng chân ngoài anh em ơi. Làm bốt. Bốt rồi. Anh em này táp không? Sau có người táp rất là ok anh em nha, khá là nhanh anh em, điểm sườn có người này đây đầu này anh em ạ. Đó, táp rất là ok anh em nhé. Táp rất là ngon luôn anh em ạ. Táp giảm thanh luôn nhẹ. Đấy, mua ít đồ anh em nhé. Đây, có băng đạn rồi. Ok, ok. Đó, anh em thấy không? Hiện chuột đấy rút đồ rất là ngon nha. Phím này em Hoàng vẫn chưa tối ưu được cho nó anh em ạ. Em Hoàng đang bán cái con iPad là Pro 2020 11 inch ấy. Đang bán con này rất là ngon. Đó, chuyển qua con này cũng rất là ok nha. Chưa quên được cái độ nhạy. Tại vì độ nhạy của hai con nó khác nhau anh em nhé. Con này 12.9 inch. Đây là độ nhạy nó sẽ khác một chút so với cái con 11 inch anh em ạ. Đó, đây là chưa quen được với cái độ nhạy của này bọn này lắm. Thằng kia này nút bắt máu của em mới cay thế này bố nhà nó rồi. Ok, đi săn người anh em nhá. Cho đồ đạc thì cũng ok con dê rồi, thêm nắp cái red dot nữa thì đẹp. Từng bốt này, bên kia cũng có bốt anh em ơi. Cái S của bố anh em ạ, đằng sau cũng có này, thôi cho đồng đội xử lý nhé. Đầu trên này có người đây, lại bắn. Sau vẫn bắn cái anh em ạ. 100 điểm nhé. À. Anh em phải không? Táp chưa? Anh em phải táp chưa? Rực rỡ luôn này, anh em vào kéo cái logo ra ngay. Anh em hoàn toàn tắt logo, tắt cả chuột, tắt cả cái dòng chữ này nha. Anh em hoàn toàn tắt hết anh em nhá. Đó, anh em mà thích tắt có thể tắt hết anh em nha. Đây, em hoàn là sâu Phụ Kiện để là nó mượt lên. Anh em nhìn nó nhận diện nó như nào anh em nhá. Ok chưa? Dây có người không anh em ơi nhỉ? Đây, dây là thấp nên là hơi nhiều bot anh em thông cảm nha. Đó, dây là hơi thấp một chút. Ôi giặt cần có 3 cả. Bạn đi có 3 bán gì? Dưới có người anh em ơi, đã ở dưới thính này. Dưới thính anh em ơi. À, sau cái nhà này này. Đây rồi, đây rồi. Ok luôn nhỉ. Sọc can mà bắn cái bút của em Hoàng thì sợ chứ. Hai con bút bắn nhau anh em ơi, không cũng không. Không có gì cả. Ok, hãy đi kiếm người tiếp anh em nhé, còn 12 người anh em ạ.
Đó, nó hơi nhiều bốt thì anh em thông cảm nha. Chắc khả năng trận này tán bốt đấy. Bên kia em Hoàng đăng nhập ở máy kia rồi nên là cũng không muốn đăng nhập. Đây này, về đây anh em ơi. Đây là người nha, thằng này là người nha. Bắn kiểu này rất dễ người nha. Trong cái nhà này anh em ơi. Ngó này, ngó này. Chạy đâu con sâu. Nóc của anh em ơi. Giảm thanh nó chưa nghe gì đâu. Giảm thanh của bản nào súng con táp là hơi khó nghe đấy. Tám mạng của anh em ơi. Cái người ấy bốt. Khả năng là bốt rồi. Bắn đầu tiên em tưởng nghe từ ơ thằng người ở trên đây. Từ chân sau anh em ơi. Trên đây anh em ơi. Trong nhà. Ok. Cổng dán luôn anh em ạ. Anh em thấy sấy được không? Sấy mới 16 quả ok không anh em? Thỉnh cái này. Trên kia 10 nóc anh em ạ. Dưới đây khả năng vẫn còn. À trên kia chết luôn chứ. Đây một thằng đang chạy em vào. Đây này, 12.19 inch. Rất là to nên là nhìn địch nó rất là dễ anh em ạ. Thằng này người này, chạy kiểu như người thôi. Bốt không ai chạy như thế cả. Táp cứ thình cái con thằng chết anh em ạ. Số 3 táp. Số 3 táp 3 ấy, chết một thằng rồi. Ta biết là giờ anh em ạ. Còn mỗi thằng nữa à? Mỗi thằng nữa cần từng đáy đạn là ok rồi. M16 giảm thanh táp phê anh em nhỉ. Táp đã thật đấy. Còn hỗ trợ macro nhảy đấm anh em nhé. Đó anh em ơi nhảy đấm đi. Hạn chế phát ra tiếng di chuyển nha. Thì chúng ta công này. Đó đầy đủ macro các thứ đang hoàng nhé. Anh em đấy con này em Hoàng cài Hoàng tối ưu cho chơi thì phải tuyệt vời luôn. Anh em nào chốt con này nhắn Zalo bên em nhá. Em Hoàng nhận, em Hoàng tối ưu, em Hoàng bắt phím luôn cho. Đảm bảo ngon luôn. Anh em chơi đảm bảo ok con dê luôn anh em ạ. Về anh em tùy chỉnh lại cái mức độ ghim tâm giúp em một tí là được. Cái nào mắc phím thì ok luôn, mắc phím thì em Hoàng lấy luôn từ mắc phím của cái con 11 inch kia sang, em Hoàng kéo nó ra thôi là ok. Con 11 inch kia thì em Hoàng đang dùng config ấy, này chim. Được cái bọn GameWing này ấy, nó chia sẻ config rất là dễ anh em ạ. Ê, có mỗi cái mã ông chia sẻ dán vào phát là nó kiểu như là cái mã bố cục trong game ấy. Đó, bọn GameWing này cũng thế. Chia sẻ phát anh em dán vào phát là có ngay cái config ý luôn. Ngon thật, không cần phải tài khoản tài cước gì anh em ạ. Bọn kia dâu sale yêu cầu tài khoản, bọn này có cái mã ok luôn. Anh em nào mà đang dùng iPad 11 inch Pro 11 inch ấy thì có thể hôm nào Hoàng tối ưu lại Hoàng chia sẻ config cho anh em nhé. Đó anh em lấy về phát dán vào phát là chơi luôn, không phải mát phím gì cả, cài mỗi đại AI thôi. Khỏi mát phím lại luôn đấy, ngon thực sự luôn đấy anh em ạ. Đó đây lại Hoàng tối ưu lại rồi em Hoàng chia sẻ cho mọi người nhé. Còn dâu sale thì phải có tài khoản, còn là anh em phải copy các thứ rất là mệt. Còn game vui thì sướng. Có một cái mã là ok luôn. Anh em này bộ con combo này nhắn Zalo nhá. Đó top 1 anh em ơi. Ok anh em nhá, đây là bộ phụ kiện chơi game giá rẻ iPad Pro 2018 12.9 inch kết hợp với Ninja 3 và bàn phím chuột kết hợp cắm tai nghe các thứ luôn. Đó rất là tiện luôn. Anh em nào mà không thích 12.9 inch hoặc là không đủ tiền để lên cái con 12.9 inch ấy thì anh em có thể mua những cái con kiểu 11 inch này. Đó em có đang có hai con 2018 11 inch này. Máy rất là đẹp nhá. Con này của em Hoàng đang hết pin rồi. Hết pin chưa sạc được cho nó này. Đó lấy về này. Đó đang cài cho khách mà hết pin này. Em lấy 11 inch bên em cũng có 11 inch nhá. Máy rất là đẹp luôn nha. Đó, đẹp ken luôn anh em nhá. Ok nhá, pin thì 9x hết anh em nha. Đó, anh em muốn biết tình trạng từng con thì có thể nhắn Zalo cho bên em nhé. Đây một con này, bên em Hoàng còn một con nữa này. Đây. Đó, máy rất là đẹp luôn, gần như là 99,9% luôn anh em ạ. Không có một vết xước nào luôn đấy. Xước thì bên em báo xước luôn. Đây anh em thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, viền này. Chất lượng luôn anh em nha. Viền rất là chất lượng luôn anh em nhá. Ok chưa? Góc không bị méo nhá. Đây, mặt sau này. Đó anh em thấy không? Rất là chất lượng luôn nhá. Con này này. Đây màn hình này. Đẹp chưa anh em? Mình có vẻ tuyệt vời rồi anh em ạ. Đây màn hình tuyệt vời rồi anh em nhé. Đó anh em thấy không?
mình tuyệt vời luôn. Con này là em hoàng chất một chút cho mọi người xem này. Còn giới thiệu này, iPad Pro 11 inch này, iOS 13.5.1 nên là ra Black thoải mái nhá. Con này phiên bản 64GB thôi. Anh em nào mà ít tiền thì có thể sắm những cái con iPad 12 2018 iOS thấp thấp kiểu này này, về chơi rất ok nha. Đó. Màn hình rất đẹp nhá, đầy đủ chu tông anh em nhá. Đây. Chu tông anh em nhé, ok chưa, đầy đủ chu tông nha. Đó, ok, thì anh em tùy túi tiền thôi, anh em có điều kiện thì nên hẳn 12.9 inch chơi cho nó phê nha, còn anh em ít tiền thì mua 11 inch nhé, những cái con dung lượng thấp thì nó sẽ giá rẻ anh em nhá. Rồi ok, cảm ơn cả nhà nhé. Con này 12.9 inch 256GB em thoải mái tải game nhé. Con này có 64GB nên tải game nó sẽ khá là nhanh hết anh em nhá. Đó, ok nhá. Rồi cảm ơn cả nhà, xin chào, bye 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 nhé. Anh em có gì đặt hàng phụ kiện ủng hộ nhá, bên em nhận là tìm iPad cho mọi người nhá. Đó, có ba con này anh em nào muốn đấy thì cứ nhắn Zalo nhé, đấy con nào thì báo bên em nha, bên em sẽ báo giá cho mọi người nhé. Rồi bye bye mọi người nha.